Xin chào tất cả các bạn đến với kênh của Bếp Quyết Thái. Hôm nay bọn mình sẽ chơi phần tiếp theo của tựa game áo cưới giấy. Không biết hôm nay có gặp cô dâu má ám không, nhưng mà trong tập lần chắc chắn có, rất là kinh dị. Và trước khi vào video, các bạn đừng quên bấm like video, bấm đăng ký kênh, đặc biệt là xem quảng cáo nhé. Còn bây giờ chúng ta vào game luôn. Sợ quá. Áo cưới giấy 4, dây tơ hồng, tiếp tục game. Ở phần trước thì đoạn này là Trương Thần Thụy đang bị kéo xuống nước các bạn ạ. Rồi rơi tõm xuống ao cùng với cái điện thoại. Không biết anh ấy biết bơi không nhỉ ông nhỉ? Cảm ơn. Ai cảm ơn? Cảm ơn ai? Chương 3, đan sen xong. Ừ, bây giờ chúng ta sẽ sang chương 4. Ui cái gì đây? Sao thế này? Anh ấy bị người giấy bao vây rồi sao? Kinh kìa các bạn không? Ừ. Thế là bạn gái ở trong nhà đã nhìn thấy rồi. Rất nhiều người giấy bao vây bạn trai này, các bạn thấy không? Ừ. Ừ, bạn trai quả này đi rồi. Đi thì hết game. Đấy, rồi tõm xuống rồi. Ô, Trương Thần Thụy. Nó chuyển ra gì? Nó chuyển ra bắt mình rồi, gọi làm gì? À, chúng tới rồi, chặn cửa rồi, làm sao đây? Đành mạo hiểm vào trong cửa bí mật thôi. Chạy, ừ, chạy ngay đi trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Đang chạy vào một cái cánh cửa bí mật trong căn phòng bí mật này các bạn ơi. Thoát chưa? Chưa thoát, chắc chắn là chưa. Bấm nút, bấm. Thôi. Ồ, một cái mật thất các bạn ạ, mật thất. Rồi, nó sắp bắt được rồi. Ok, ui, vậy là... Ui, nó đang phá kìa, ốc kìa. Nguy hiểm quá. May mà mình tìm được cửa bí mật trong phòng và cơ quan đóng cửa bí mật này giống với hình dạng ở bên kia. Định quay lại cửa nói với Trương Thần Thụy về cửa bí mật, không ngờ lại gặp sự cố. Cũng không biết anh ấy bây giờ đã ra sao. Ừ, vừa thấy rơi xuống ao các bạn ạ. À, Trương Thần Thụy biết bơi. Anh ấy bơi giỏi chắc sẽ không sao đâu. Nếu như người không biết bơi như mình ngã xuống nước thì mình đã toi đời rồi. Ấy, lúc anh cũng hỏi, theo hóa là anh ấy biết bơi. Biết bơi thì không sao được các bạn ạ. Tưởng không biết bơi là chết đuối đấy. Chương 4, nghi ngờ. Rồi, chúng ta sẽ đi xem. Bây giờ đang là canh 4, lúc 1:21. Giờ xỉu, trời lạnh giá rét. Đừng đi ban đêm. Đừng bao giờ đi ban đêm. Kể cả trời không lạnh, đừng đi ban đêm. Sợ bỏ xử nữa các bạn ạ. Và ông nhìn thấy lúc đấy mà đám ma giấy không đi vào không? Chính là cả cái gia đình lần trước mình nhìn thấy đấy. Ừ, đúng rồi. Có cái ông kiểu phu nhân tiểu thư nhà họ Trịnh với cái ông cụ nhà họ Trịnh đấy. Ghê thật đấy. Bây giờ chúng ta sẽ đi xem khám phá trong này. Ở đây có một cái hộp có hình hai con cá, giống như hai con cá bơi ở trong ao âm mà dương. Lúc đầu mình vào thấy đấy. Một con cá trắng, một con cá đen. Hình như nó thiếu cái gì đấy, chính là con mắt của con cá đấy các bạn. Mắt của hai con cá đều có một chỗ lõm, thế là thiếu mắt rồi. Đúng rồi. Có gì đó. Vậy là cái hộp này là có mắt sẽ mở được ra đấy. Đây gì vậy? Ô, xoay cái này như kiểu xếp tranh hả ốc? Ờ đúng rồi. Nhưng mà mình chưa có manh mối để xếp cái bức tranh này các bạn ạ. Ờ, như này xếp biết kiểu gì. Nó chả liên quan đến nhau. Để cầu lại sang nhà. Còn may bề ngoài cơ quan này giống bên kia. Hết rồi các bạn ơi, cái tủ này hết rồi. Ui giời. Hết cá hồn. Chị ơi, chị ơi. Bấm vào xem chị ấy nào. Ô, nó thổi tiêu. Trên người nó có một cái mảnh gương. Một con rối gỗ. À, nó con rối rồi các bạn. Ờ, cái mồm này. Rồi, chúng ta sẽ đi khám phá tiếp. Ghế. Ui, có một cái tủ nhưng mà nó mở bằng hình thức gì đấy? Hình ghép này tại sao đã ghép xong rồi? Ô, thế ghép xong rồi à? Ghép xong rồi thì còn nói chuyện gì nữa? Ờ, thế bây giờ mở cửa đi. Mở ra luôn đi. Không được các bạn ơi, không được. Thế là chứng tỏ còn thiếu một cái mảnh gì đấy lắp vào đây. Không, em nghĩ là đủ rồi. Bởi vì người ta thôi hiểu anh bảo là hình này ghép xong rồi mà. Sang bên kia xem nào. Hình này chắc chắn là chưa ghép xong đúng không? Bên này mình thấy rối não quá các bạn ơi. Đây là một bức tranh kiểu trên thủy mặc à? Vẽ quang cảnh. Nó bảo là thiếu một mảnh ghép. Ờ, vậy là phải đi tìm cái mảnh ghép. À, thế là hai cái này thì nó mới mở được cái cửa tủ này ra. Bên em này nghĩ là mỗi bên là một cánh, mỗi bên là một cái hình. À, rồi đi xem tiếp đi, còn gì nữa không? Ồ, còn cái gì rơi trên sàn kìa? Bút lông. Trên bút tạm thời không có nhiều màu. Hết rồi. Mở cửa ra xem nào. Cái gì vậy? Nhòm qua khe cửa, ui, không thấy gì. Ôi, bên ngoài có ổ khóa, vậy là phòng này khóa ngoài đấy các bạn ơi. Và cái phòng này rất là cũ các bạn thấy không? Gỗ ở đây nó còn bị mọt, mục hết cả ra rồi. Trên cửa có vài họa tiết có dùng được không? Chắc không dùng được đâu, không có gì cả. Không ăn thua. Vậy à, bây giờ lấy bút chọc, phá khóa ra. Really nigga? À, chìa khóa các bạn ơi, không thể mở một cách linh tinh như vậy được. Ờ, làm gì lấy bút lông mở khóa, em học cái trò đấy ở đâu đấy? Trong lúc anh bốc phét em đã phát hiện ra chính là bức tranh này, em cũng định vừa định nói luôn. Anh nhìn thấy luôn. Em vừa định nói. Anh nhìn thấy trước, anh nhưng bấm mà vào em, mà em nói, em nghĩ ra trước, em định nói. Chụp lại đi để anh còn nhìn ra nó là hình gì. À, đưa con iPhone 13 Pro Max đây. Damn. Chụp luôn xong tí sang, gióng sang là xong. Đúng rồi.
Ok dạ. Rồi bây giờ sang cái tủ đấy lắp tranh. Đấy nha, đầu tiên là một cái đây. Đúng, chuẩn. Cái thứ hai, cái cầu. Cái cầu, cái cầu này. Đúng rồi. Đúng rồi. Cái thứ ba là ngôi nhà. Ngôi nhà mà có cái một mái. Cái củi nó dựa vào tường. Đây đây đúng đây, rồi. Đây đúng rồi. Cái thứ tư là hai cửa. Đôi. Mở ra chìa khóa chính là chìa khóa cửa. Đúng rồi, hay quá các bạn ơi. Game hay quá, game cũng không khó lắm các bạn. Đúng rồi. Mình chỉ cần kiểm tra đầy đủ các manh mối, sau đó dựa vào những cái đồ vật mình lấy được là mình có thể giải mã được. Quá dễ. Dáng vẻ này nếu ở thời dân quốc chắc có lẽ là một cái hàng mỹ nghệ phương Tây các bạn. Cái chìa khóa này mà là hàng mỹ nghệ luôn hả? Rồi, đằng sau một chiếc tủ trong phòng vọng ra tiếng động. Tiếng động các gì? Các bạn nghe thấy không? Ai? Ai ở đó? Thôi Huyền Oanh. Thôi Huyền Oanh. Em ở ngoài sao? Cho anh có một cửa bí mật nhưng không mở ra được. Hóa ra là người yêu mình. À nhầm, người yêu cũ của mình. Anh Thụy. Đâu? Ui, anh Thụy. Cửa bí mật bị kẹt rồi. Em không sao chứ? Trước khi mở cửa anh có nghe thấy tiếng của em. Kết quả mở ra chỉ thấy vài người giấy. Quá ghê luôn, chính là phần cuối của tập trước ấy các bạn. Em không sao, anh không bị thương chứ? Em nhìn thấy anh ngã xuống nước. Anh không bị thương, sau khi ngã xuống hồ nước, anh phát hiện ra dưới đáy hồ có một cái động nối liền tới đây. Sau khi vào, cửa bí mật cũng biến mất. Anh bị nhốt ở đây luôn. Thật là lạ, đường hầm lại nối liền xuống nước. Có cách nói gì về việc này không? Đúng rồi, những người giấy kia đâu? Chúng không gây tổn thương gì cho em chứ? Em á, em nhốt chúng ở phía sau cửa bí mật khác. Đấy, anh nói là anh nghe thấy tiếng của em, nhưng khi đó em đang điều tra cửa bí mật mà. Đám đồ kỳ quái đó lẽ nào cũng biết nói tiếng người. Ui, khủng khiếp quá. Anh biết về huyền học, không thể hát đạo đức kinh gì đó để đuổi ma hay sao? Ôi giời ơi, đạo đức kinh là sách triết học, không có tác dụng đuổi ma, hơn nữa cũng không phải là hát. À thế à? À thế làm sao mà à? Lời nói chuyện không chuyện chắc anh thấy vẫn thú vị như vậy. Suốt, à cái cô này suốt ngày trêu định chôn mình. Ờ gặp ma nó vẫn còn trêu được. Đúng. Không lo mà chạy đi. Cho dù không đuổi ma anh cũng biết cách có thể nhìn thấy ma chứ. Nếu thấy chỉ ít có thể né tránh chúng được. Ừ, anh nghe nói dùng điện thoại chụp hình có thể thấy được ma. Nhưng chúng ta thử mấy lần rồi không thành công. Điện thoại chụp ma? Đây là phạm chủ tập tục dân gian hay sao? Anh không phải anh nói rằng tập tục dân gian không nghiên cứu những thứ này hay sao? Hình như anh đang nghiên cứu những thứ quỷ thần này đấy. Nghiên cứu cá nhân của anh thiên về truyền thuyết dân gian. Anh có xây dựng một trang web chuyên trao đổi về những chuyện này. Điện thoại có thể nhìn thấy ma là một người bạn của anh nói. À, bạn, bạn trên mạng. Xem ra người bạn mạng đó từng thực hành rồi. Đúng là không thiếu gì người kỳ quái. Có điều với hoàn cảnh bây giờ của chúng ta cũng khó nói người khác thêu dệt mọi chuyện. Không nói chuyện phiếm được nữa rồi. Không biết khi nào người giấy hoặc những thứ kỳ lạ khác lại xuất hiện. Cần phải nghĩ cách sớm ra khỏi đây thôi. Chính xác. Được rồi, bây giờ đổi thành anh bị nhốt ở trong. Em sẽ tìm cách cứu anh ra. Ủa thế bây giờ là cô Oanh này phải cứu anh này ra. Anh cũng xem lại trong này có lối ra nào không. Mình cảm thấy bước vào một thế giới không thể lý giải. Loay hoay cả buổi tối cũng không quen được. Vẫn sợ lắm. Sợ, ui, sợ quá. Gây. Biết nên khen anh ấy bình tĩnh hay sao nữa. Nhìn thấy bao thứ kỳ quái mà vẫn nói là không có ma. Anh ấy nói vậy là để an ủi mình à? Anh ấy biết mình là mình sợ ma à? Nhưng anh ấy thực sự tin nói rằng như vậy thì mình sẽ không sợ hay sao? Ôi, anh ấy vẫn như xưa. Chỉ là anh ấy chắc không còn yêu mình nữa thôi. Ôi, chúng mình đi tìm và đưa cho mình một cái điện thoại các bạn. iPhone à? iPhone 14 Pro Max. 15, sao cũng 15 rồi. Ôi, đại gia, 15. Đại gia đấy. Ừ, đại gia. Ôi, bây giờ chúng ta đi ra ngoài đi. Này, bây giờ chụp một phát ra một đống người ở đây, em hết hồn luôn. Không có gì, phòng này không có ma các bạn. Uy tín, khẳng định luôn không ma. Em cứ dọa các bạn, làm gì có ma dễ thế. Có ma ở đây từ nãy giờ nó ăn thịt mình rồi. Ừ đúng rồi. Bây giờ mình mở cửa đi. Lấy khóa mở cửa. Mở cửa. Hay quá. Thò tay ra khỏi khe cửa mở. Biết rồi, nhưng mà trước khi ra là nhớ chụp ảnh luôn. À, không có gì các bạn. Chúng ta tiếp tục khám phá nha. Cái gì đây? Lại một cái câu đố rồi. Giống mấy con xúc sắc thế. 2, 1, 4, 3. Đoạn này mình không có manh mối. Mình đi ra thoát ra ngoài đi. Đừng thay đổi gì cả. Đã có manh mối gì đâu. Reset đi. Bây giờ phải đi khám phá xem đã. Cái gì đây? Một cái... À em biết rồi. Mực. Cái này là nghiên mực. Lấy bút chấm vào. Đúng rồi. Chấm. Chấm để làm gì? Bút lông màu đen. Dính chắc chắn là để viết hoặc vẽ cái gì đấy. Đúng. Thế còn đây là gì? Cho bút vào nước. Ngoái. Ngoái thành nước màu đen. Ôi giời ơi. À không, nó rửa cái mực ở trên bút đi. Thế thì mình chấm vào xong mình rửa đi thì có tác dụng gì?
chắc chắn là chúng ta sẽ phải viết cái gì đấy xong chúng ta rửa bút. Đi. Đấy là những cái mà mình nghĩ ra được. Rồi, chúng ta sẽ quay ra. Đoạn này mình biết rồi. Cái gì ơi? Một cái đèn lồng. Ui, đây không phải là đèn lồng khổng mình nhìn thấy ở trên đường hay sao? Có mật mã nha. Ờ, chạm vào này. Ui, sợi dây tơ hồng đã cuốn lấy tay của Thôi Huyền Oanh. Đèn lồng cháy. Đây là ký ức của cái đèn lồng. Cháy luôn cả nhà luôn. Có tiếng người ở bên trong la thất thanh. Chiêu Minh ra. Ôi, đó là cảnh hỏa hoạn của căn nhà này. Nhưng đây không giống kiểu bị cháy. Trên đèn khổng minh có thêm mấy chữ. Ma chết thay. Lại là sao nữa đây? Ma chết thay. Là cái chữ này này. Biết thấy chữ đỏ. Chụp chắc chắn có manh mối gì. Đây đúng có rồi. Những cái ký tự rất là đặc biệt. Và có chữ màu đỏ nữa. Ô đây, ô, cái... to hơn. Uy tín của các bạn. Rồi. Ok, rồi. Xem tí xem chỗ nào có ký tự hoặc là chữ như này thì chúng ta sẽ dùng nhá. Đúng rồi. Ờ, đây còn gì không? Không. Ờ, hết rồi, chỗ này hết rồi này. Trên cây. Có những đồng tiền xu được treo lên đây. Không. Và, à không phải tiền, cái này không phải tiền. Cái nó gì là vậy? Những cái đồ trang trí mang tính biểu tượng. Có hình cây đao này, con cá này, hình tròn lỗ tròn, hình tròn lỗ vuông. Ừ. Hình tròn lỗ tròn, hình vuông lỗ vuông. Ôi, hình tròn lỗ tròn, hình tròn lỗ vuông. Thôi ơi, em đừng nói nữa, chơi game đánh lú lắm rồi. quay ra. Ô, hình như là mình có thể đổi vị trí được này. Vậy thì cái này là sắp xếp rồi. Ờ, thế lại chưa có manh mối. Ờ, cái lúc đấy có hình không? Không có. Ờ, không có. Nó nhìn chỉ... không có cái đao mà biết ngay. Có phải hết rồi, chúng ta đi sang chỗ khác đi. Hả? Cửa nhà mở lẽ nào có thể rời khỏi đây? Ô, đi luôn. Chuồn, cái cánh bay cao thì chấp bay vừa thì thôi, bay luôn. Đi luôn. Đang đi. Ô. Từ, rồi điện thoại ra xem hình như có cái gì đấy. Lại về rồi. Đây nghĩa là ma che mắt à? À, nghĩa là mình cứ đi ra cửa thì mình lại bị đẩy về các bạn ạ. Chu. Chắc chắn có điều gì đấy. Là ở trong phần trước mình có con ma gì làm mình lạc đường nhỉ? Anh nhớ nổi ma gì? Cái gì sáng các bạn ạ? Nó lại lập là lập lòe. Có chữ gì đấy mà thiếu một cái gì đấy? Bên cạnh chữ thạch có một lỗ tròn. Kiếm cái gì lắp vào đây? Bỏ bút vào đây hay viết chữ vào đây? Có một lỗ tròn, mình cũng chưa biết bạn ơi, mình sẽ phải đi tiếp. Ngoài cửa không khóa nhưng đẩy không ra. Thế còn cái nhà này? Chữ đỏ. Không, cái này mình cũng không có manh mối các bạn. Thử xem chữ đỏ xem có chữ nào giống không? Đúng hoặc à? Không, à, không phải, không giống đâu. À, cái này chỉ đổi được chữ thật. Ừ, mật mã đấy. Không có manh mối, vẫn chưa có manh mối nào. Cái đấy nhỉ? Ơ, lùi lại đi ra tiếp đi. Chạy mà không chạy được. Cửa bên này, có một cái cửa bị khóa ở đây. Mình lại lấy bút, mình chọc vào. Bút lông mà ốc đâu, phải bút sắt đâu, bút bi đâu. Nếu mà bút máy thì có thể có chọc được. Em chỉ lúc nào cũng thấy lấy bút mở khóa. Cái từ gì rất là mệt luôn đấy nha. Còn mình vào trong đi, chắc chắn là có cái gì giải. Đây, có dữ kiện gì chấm chưa? Hay lấy bút vẽ vào đây. Bút lông thì mình chưa dùng vào chỗ nào, phải có một chỗ nào đấy để viết. Đi ra ngoài đi xem còn mình bỏ sót gì không. Trên bàn này là cái gì? Con xúc sắc này có chưa? Xem những dữ kiện có chưa? Chưa đúng không? Mình lại đi ra ngoài một lần nữa. Chắc chắn là phải làm cách ở đây để mở con mặt con này ra chứ. Thiếu một chữ gì đấy hoặc một cái gì đấy mà. Lấy bút vẽ vào đây. Lấy điện thoại chụp. Quay video. Lại. Số chấm này mình có cảm giác nó giống với cái số mà mình vừa chụp ở chỗ trên bàn đá ngoài xúc sân. Xúc sắc. Ừ, rồi nào bắt đầu này, lại nha. Tự nhiên bập điện thoại. 1, 2, 3 quay. Hết rồi nha. Ok, chúng ta sẽ đi xem. Ảo thật đấy, tự nhiên bấm điện thoại soi lại thấy. Ảo thật đấy các bạn. Từ bây giờ anh chắc là phải dùng điện thoại nhiều hơn. Đi máy soi vào đây ông ơi. Không có gì. Bây giờ mình cứ thở ra là mình soi điện thoại. Không có gì. Ok, soi cây. Vẫn không có gì. Thôi, bây giờ ra. Ra giải chỗ này nhá. Đây. Nào, thứ tự là cái đầu tiên là bên này là 1 đúng không? Nhìn xem nào. 1, 4. Đây, chỗ này là 1, 4. Đổi đi. Đổi con nào? 1 với 4. Đấy. Một con dưới với okay, cái dưới. Này. Rồi. Còn cái đỏ này lên đây. Ok chưa? Chuẩn luôn. Rồi. 3, 2, 1, 1, 3, 2. Đây, cái này là... 1, 1 đây. 1, 1 sang đây này. Hay không? 1, 1, 1 sang bên này chứ. Hai cái này đổi với nhau. Ờ, cái này đổi cho nhau này. Ok. Rồi, 1, 2 này. Cái này chuyển sang bên này. Cái này chuyển sang bên này. Ừ. 4 chữ đỏ chuyển 2, sang bên này. Đúng rồi. Đổi hai cái này với nhau. Ở đây 3, 4 đây mà. À ờ, đổi hai bên này. Ui. Bên này. Đấy. Ốc không đẩy cái thứ tự bên trên các bạn ạ. Sorry, nhầm. Rồi, mở ra lấy được hai quân cờ. Ừ. Quân tướng luôn.
và quân tốt. Ơ, chữ thạch liền với chữ tốt, thế là cái lỗ cạnh chữ thạch của cái tượng đá. Bỏ cái chữ tốt vào. Chuẩn luôn. Ra đi, ra đi. Từ từ xem chữ này liền với chữ gì. Chả liền với chữ gì, chữ manh mối của chữ đấy. Rồi bây giờ bỏ vào đây. Đúng. Chữ quân tốt, đúng quân rồi. Quân tốt bỏ vào đây. Ui, vỡ ra rồi. Nút nút dài. Hai con mắt của hai con cá. Chuẩn luôn, lấy. Tính rồi. Hay quá, viên ngọc nhỏ một đen một trắng. Quay vào nhà lắp vô cái hồ con cá. Từ chụp xem con gì đó, hết rồi. Hết rồi, vậy là manh mối này mình đã sử dụng xong rồi. Hai con cá đã có mắt. Đấy, hồ đấy, ừ, bên đấy. Con cá đây. Lắp vô. Mắt nè. Ui. Ui, cái này nó bị buộc bởi sợi chỉ đỏ. Ôi, nhưng mà mình bấm vào cái hết luôn này. Nghĩa là mình gỡ ra đấy. Cái gì đây? Một cái như kiểu đồng hồ mà nó như kiểu cái vòng tròn bát quái ông ạ. Đây có những gạch nè. Để cái gạch xem nó có liên quan gì không? Sao nhiều. Em thấy mũi tên này thì nó giống như là la bàn chứ. Ờ, có chấm đỏ này. Nhưng mà la bàn thì mà lắm hướng này các bạn ơi, loạn hướng à. Cái này nó mặc gì vậy? Cái đấy là cái gì? Ôi! Chưa kịp đặt mà. Anh có biết đây là thứ gì không? Hình như là la bàn phong thủy. Có điều giống như hình dạng truyền thống lắm. Có điều không giống. À không giống ạ, ờ. Em cũng nhìn thấy thứ như vậy ở miếu Lục Lão Thái gia bên ngoài. Không ngờ lại cất giấu trong miếu thần. Nhưng thứ đó bị mất khi em vào kiệu mất rồi. La bàn giấu trong tượng thần. Chưa nghe cách này bao giờ. Điều này khiến anh nhớ tới một loại vu thuật trong truyền thuyết dân gian, gọi là yểm mị thuật. Trong những câu chuyện này có một người đắc tội với thợ thủ công. Thợ thủ công liền giấu đồ vật ở keo nhà dưới đất để nguyên rủa. Sau này người nhà đó đều bị bệnh tật và gặp ma. Nói vậy là có người đang nguyền rủa ngôi miếu này rồi. Cũng có thể là có dụng ý khác. Bản thân la bàn là một vật dụng phong thủy, cũng có thể chuyển vận. Chuyển vận? Chẳng phải cũng có thể chuyển vận may đi sao? Chuyển vào trong la bàn. Chuyển vận không phải ý đó. Có điều suy đoán của em cũng có khả năng. Đồ vật tập tục nơi này không truyền thống lắm. Có lẽ có cách nói riêng của nó. Xem ra la bàn này chả có tác dụng gì. Cũng không chắc. La bàn hình dáng gì không quan trọng. Nếu như có thể tìm được quy tắc phong thủy tương ứng, có thể thông qua suy đoán để tìm được thứ gì đó. Tại sao thời cổ đại những người trộm mộ chuyên nghiệp có thể dựa vào phong thủy tìm được ngôi mộ? Vì những ngôi mộ có thể sử dụng quy tắc phong thủy giống nhau để tìm nơi để xây dựng. Nghĩa là những ngôi mộ đều xây ra một cái quy tắc các bạn phong thủy đấy. Lấy ví dụ, chủ mộ tin rằng trung tâm ba ngọn núi cao bằng nhau là nơi phong thủy tốt nhất, sẽ xây mộ ở đây. Những người trộm mộ cũng nghĩ vậy, thế nên là cũng đào mộ ở đấy. Nói vậy tức là không xây mộ theo phong thủy thì sẽ không thể nào tìm mộ theo phong thủy, có đúng không? Lý thuyết là vậy. Nghe như thể chủ mộ bị gài hàng rồi. Thôi được, em sẽ thử xem có thể dùng nó để tìm được gì không. Đúng rồi, bên phía anh có phát hiện ra gì không vậy? Ừ, tìm được một mật thất, có điều có một số cơ quan thiếu dụng cụ không thể mở ra được. Nếu như có một cái búa ở đây thì tốt. Ừ, em sẽ chú ý xem có dụng cụ này không. À, la bàn này phải dùng thế nào? Em chả hiểu gì cả. Cách dùng thông thường của la bàn, cần di chuyển đĩa tròn cho kim và điểm đỏ trên đĩa tròn trùng khớp. Sau đó có thể căn cứ vào phương vị để suy diễn. Có điều anh cũng không biết cách dùng chi tiết. Vậy là cái chấm đỏ ở trong cái tâm và cái vạch đỏ bên ngoài cùng, nó phải thẳng một hàng. Cùng một hàng. Đúng là gà mở, vẫn không biết phong thủy. Vừa không thể hàng ma được. Chuyên ngành của anh không phải là làm những cái việc này. Sao em cứ bảo anh thế nhỉ? Thôi để em tự nghiên cứu, anh ở đây, đợi em cứu anh. Ui giời ơi. Rồi. Thật là sỉ nhục nam nhi. Cho anh ấy khuôn mặt phờ phạc. Phờ phạc gì, giống hai anh Tuấn thế này. Phờ phạc gì, đẹp dài, anh mới ở phờ phạc. Anh phờ phạc đó. Quá phờ phạc anh ấy. Rồi, ok. Đây, là bàn, bây giờ mình cho anh sao. Ơ đấy. Nhưng phòng này có cái gì đâu mà hướng gì. Ơ nhỉ, sao xoay nó này, cái kim. À, cái vạch này anh nhớ không? À ừ. Cái cửa có khóa ấy. Ok, đi ra xem. Chính là nó rồi. Không phải cửa cái này. Cửa ngoài cùng. Đây, nhớ. Đây, cửa này. Rồi. Chắc chắn chỗ này chúng ta sẽ sử dụng cái la bàn này các bạn ạ. Vì ở đây nó có những cái ký tự giống hệt ở trong này luôn. Này, cái gạch này. Nó dễ nhận biết nhất. Em thấy não em thấy hơi xoắn. Và Trương Thần Thị vừa bảo là chúng ta sẽ sử dụng cái kim chỉ vào một cái chấm đỏ ở đây thì cũng có luôn. Chỉ vào chấm đỏ và sau đó sử dụng cái vạch đỏ này để gióng thẳng hàng. Mình sẽ tính những cái ký tự thẳng hàng. Ừ đúng rồi, gióng hướng đúng không? Ừ, phải cho chuẩn thì... vào. Đây. Bây giờ em sẽ chụp hình nha. Bây giờ em sẽ chụp hình lại này. Nghĩa là từ cái đỏ này gióng thẳng vào thì đúng theo rồi. Mình thấy là từ... Nhưng mà mình thường theo ký tự này là mình tính từ trong ra ngoài. Vì ở bên ngoài này thấy này, gạch trước là sống chữ. Tính trái sang phải thì bằng là từ trong ra ngoài. Ok, lại quay lại cho nhìn này. Chụp chưa? Chụp trước. Chụp rồi. Đầu tiên là hai gạch... Đâu? Đầu tiên một là thiếu, các bạn, nó sẽ ngược.
Đây là một thiếu và hai gạch bên dưới. Ừ, hiểu hiểu. Xong đây là chữ giống kiểu chữ X. Thôi, em chụp ảnh rồi. À, ok, rồi, chụp ảnh rồi gì? Đó, cái okay. đó mới đúng. Tiếp theo là cái đây. Cái này. Đúng rồi, có chữ X giống. Cái thứ ba là cái có số 1. Cái này bây giờ chắc là mình bấm linh tinh cũng được. Không, cái này hình như nhầm nè. Có một gạch thôi. À, một gạch hai. Ui liền. Giời, có số. Một gạch hai liền đây. Đây, ừ, còn cái chỗ này thì có đây. Đấy. Đúng rồi. Ngáo thật. Ngáo thật. Nhầm nhầm. Ui cái gì kia? Soi điện thoại, nói chung là soi điện thoại luôn. Có thấy gì à, đâu? À không thấy gì các bạn. Cứ okay. tưởng thấy gì. Cứ tưởng là có cái gì. Ở đây có một cô dâu người giấy đang nằm ở trên cái ghế. Ghế này nó giống như cái bập bênh nhưng không phải đâu các bạn. Nó không bập bênh được các bạn. Ừ, nó có hai chân rồi. Đây có tiền, có đôi hài. Đâu có một chiếc thôi. Chiếc thôi. Trên bàn thờ chắc chắn là có. À bút mực đỏ này. Chuẩn luôn. Bút mực đỏ. Chấm bút đỏ. À chấm đỏ. Đây làm gì nhỉ? Viết chỗ nào có chữ màu đỏ. Nhưng mà viết bút đỏ thường là vẽ bùa hay là vẽ quân cờ này? Không biết. Có quyển sách này, xem quyển sách có đọc không? Xem quyển sách đi. Chắc chắn lại có manh mối trong cuốn sách này thôi. Ờ. Thái nhất sinh thủy, thủy thành vạn vật, trồng chất thành thiên địa. Có nơi nước giấu mình dưới đất, tạo hình thái cực, tên gọi thái nhất thủy mạch. Mạch này chi âm dễ dẫn sát khí, tạo thành ảo ảnh. Có phép vận chuyển ngũ hành, có thể từ thủy sinh mộc, cây khô trổ lá trở thành đất cực lành. Thuật này rất nguy hiểm, nếu mất khống chế sẽ từ mộc sinh hỏa đốt rừng thành họa. Nếu làm thuật này, một là cần ở nơi này hưởng ngàn vạn tế bái của vạn dân, hai là cần hiến tế theo phép lục táng. Hết rồi. Đây mới chỉ là lời dẫn thôi. Nơi có thái nhất thủy mạch nếu chưa khống chế cực kỳ nguy hiểm. Nếu sinh sát quỷ sẽ tay mắt thông thiên. Có thể dùng thái sơn phủ niêm phong ép đất thành gò, dùng thổ thắng thủy để nhốt sát quỷ. Nếu thành ảo ảnh sẽ thành tường không cửa. Ủa, tường không cửa. Tường không cửa. Ừ, thế thì đi vào cái gì? Đây cái tường không cửa, tức tường bao loan. Có thể dùng hai phù thái sơn xúc địa, mỗi loại một tờ có thể phá ảo ảnh. Xem trang tiếp theo. Đây, có chữ này chắc chắn là chúng ta dùng rồi. Có thể treo bảy tiền hoa trên cây thành trận loạn bắt đầu để giúp thủy sinh mộc. Mấy trên... cái đồng trên treo trên cây. Đúng rồi. Chắc chắn là như thế rồi. Chú. Chắc là dễ hiểu quá. Ừ, bảy tiền treo trên cây. Đấy, anh bảo trên trên đấy là toàn là tiền mà ông. Ờ, hay nhỉ, tiền nhiều hình dáng đấy. Một là khu, cần hình gà, à cần hình cả. Hai là cơ, cần hình cá. Ba là dao, cần hình tròn lỗ vuông. Bốn là quyền, cần hình khóa. Năm là khai, cần hình dao. 6 là hành, cần hình tròn lỗ tròn. 7 là toàn, cần hình quả. Hết rồi. Tiếp, có một quyển sách nữa. Có một quyển này. Nhưng quyển mà này không ghi gì. Không có tiêu đề. Không có gì hết. Và rất nhiều chữ. À, lại kiểu chuyện gia đình họ Trịnh rồi. Nàng dâu quá cố thôi Huyền Oanh. Cha bán mặt nạ ở chợ kiếm sống. Trong nhà đều là người già trẻ nhỏ và phụ nữ yếu đuối. Chú cô bán bánh nếp ở chợ để sinh nhai. Vì con gái mất lại không có con nối dõi, Uyển Oanh coi ông như cha. Nhà Ngô nghe nàng tốt bụng đức hạnh, không chê nàng gia cảnh bần hàn, tặng sính lễ 600 đồng bạc cưới nàng vào nhà, kết đôi với con trai Mai Khúc của Ngô. Không ngờ Uyển Oanh sau khi vào cửa đột tử, thật là nhà Ngô bất hạnh. Bắt đầu kể về câu chuyện cũ rồi đấy. Quá là ghê luôn. Nàng dâu quá cố không biết vì sao âm hồn không tan. Nhà Ngô đối xử với nàng không tệ, quấy nhiễu người sống như vậy thật là không đúng. Vốn có thể dùng 100 lá bùa niêm phong quan tài khiến nàng hồn bay phách tán. Nhưng dù sao nàng cũng là nàng dâu nhà Ngô, không đành lòng như vậy. Nguyện đốt người giấy thế thân, hóa thay hồn người chết để nàng trở lại luân hồi. À, là con người chết đấy. À nhầm, con người giấy. Ngồi ghế đấy. À, nghĩa là thay thế cho kia để đốt. Ừ, thay thế để làm cho Thôi Huyền Oanh, nàng dâu Thôi Huyền Oanh là siêu thoát. Nào, theo lời dạy xưa, màu đen vẽ mắt, màu đỏ vẽ miệng, nhẫn bạc đeo ngón vô danh bên phải là điều cấm kỵ. Lấy giấy vàng viết họ tên cùng ngày tháng sinh thần bát tự của nàng. Sau khi chuẩn bị đầy đủ, đốt người giấy của nàng trong hai tiếng khóc của cô gái. Đây, chỗ này dùng, chỗ này dùng thì phải chụp. Màu đen thì vẽ mắt, nuôi có cho mực màu đen. Màu đỏ vẽ miệng. Rồi. Ghê đấy. Sau đấy còn phải tìm nhẫn này, lấy giấy vàng để viết tên này. Nhẫn bạc, giấy vàng, ok. Ok, thoa ra. Màu đỏ vẽ gì? Vẽ miệng, vẽ miệng. Đây, đây có màu đỏ rồi, vẽ miệng luôn. Xem tiếp đi, vẫn còn. Phép này rất là nguy hiểm. Nếu có sai lầm, oán khí sẽ càng nặng, thậm chí nhầm thành thế thân. Tuy chỉ có tình nghĩa một ngày, dù sao nàng cũng là con dâu quá cố nhà Ngô, nguyện ý mạo hiểm phen này. Con cháu bất hiếu Trịnh hậu nhân tại đây cầu liệt tổ liệt tông và lục lão thái gia bảo hộ. Nếu có bất chắc, mong Phật đường tôn giả trấn áp sát khí. Hết rồi. Hết rồi. Đây, sẵn màu đỏ, mình vừa chấm màu đỏ. Vẽ luôn. Vẽ môi luôn. À, vừa rồi con nhìn thấy dưới đất có một chiếc giày theo hoa, sao giờ lại biến mất rồi? Ừ nhỉ. Đồ rồi. Không lật được váy lên xem mà dưới có chơi chưa.
Bấm vào nó xem nào, bấm vào nó xem được không? Người giấy không có mặt nhìn rất quái dị. Đấy, bây giờ vẽ, vẽ bây môi. Bây giờ vẽ, ờ vẽ. Vẽ môi. Ui. Nhìn nó còn dị hơn các bạn. Nhìn nó còn kinh hơn vì nó chưa có mắt. Bây giờ mình sẽ đi ra mình chấm cái mực đen. Ờ, màu đen vẽ mắt đúng không? Đúng rồi. Màu đen vẽ mắt. Ờ, ở đó có một chiếc giày thêu hoa, lúc nãy đi qua đây không nhìn thấy. Chiếc giày này hình như là ở trong phòng phong thủy. Sao lại chạy tới đây rồi? Chính là cái giày mà ở dưới ở dưới chân của cái cô dâu giấy á. Ờ. Đây này. Ghê thật. Đừng đụng tới nó. Đúng rồi. Thôi tự nhiên nó chạy ra đây được nhỉ? Nó mọc chân à? Từ chụp ảnh à? Không có gì. Tưởng có con ma đang đeo chân đi giày đấy. Rồi, cái gì? Hoa đây. Trà sữa này không? Trà chanh đấy. Chịu luôn đấy. Kể kể đi ra chấm mực. Chiếc giày lại đến đây rồi, bên bậc thềm bạn. Không có gì hết. Sao cái giày cứ đi theo mình nhỉ? Ừ, ghê thật. Thôi thôi, giải đố đi xong rồi chúng ta thoát khỏi nơi này là hết chuyện đi mà. Ờ, rửa mực đỏ này, chấm mực đen. Chấm mực đen. Rồi, chúng ta sẽ đi đến chỗ người giấy vẽ tiếp. Còn cần màu gì nữa? Không, đỏ đen thôi. Ok, xong rồi nhẫn và giấy vàng. Đúng. Đây, đây chị ơi, em vẽ mắt cho chị. Sao vẽ xong nó còn kinh này không? Mắt vẽ kiểu này chắc là không đáng sợ rồi nhỉ? Không sợ vãi cả tè nó luôn. Xong, gương mặt hiền dịu này vừa nhìn là sẽ biết sẽ không hại mình. Không ai nhìn thấy nó nhìn sắp hại mình ấy. Ok, vậy là mình đã vẽ xong. Bây giờ mình cần nhẫn này. Nhẫn vàng đeo vào tay. Ừ, đeo vào tay, vâng, thoát đi. Từ từ, lúc ấy nó có nói đồng tiền đúng không? Bây giờ mình đi giải đồng tiền đi. Đây là một cái ghế đá phong thủy sao? Ở đây chắc hết rồi. Hết rồi các bạn ơi, hết rồi, mình đi ra ngoài thôi. Hết manh mối. Nhìn góc này nó như kiểu nó đang mếu hết à. Ờ, nó đang khóc. Từ từ, xem thôi. Chiếc giày thêu hoa này lại vào đây rồi. Sao cái giày này nó cứ đi theo mình, sợ quá. Việc đốt người giấy bàn với Trương Thần Thụy thôi. Ok, lại nói chuyện với nhau. Thôi Huyền Anh nói lại cái việc thế thân cho Trương Thần Thụy. Kết hợp với những manh mối chúng ta biết được, ma nữ này khi còn sống cũng khá là tội nghiệp. Gia đình phong kiến, khá nhiều thị phi. Ừ, khá giống với gia đình em đấy. Anh đừng nói linh tinh. Cha mẹ em chỉ là xem trọng môn đăng hộ đối, những việc khác đều rất thoáng. Thôi mà không nhắc đến việc này nữa. Ma nữ bị nhốt ở đây à, không thể siêu sinh. Chúng ta nên đốt người giấy thế thân cho cô ấy được giải thoát. Việc này quá là quái dị. Anh thấy ma nữ này hình như đang dẫn dụ em đấy. Đừng mạo hiểm thực hiện các nghi thức kỳ quái thì là hơn. Nếu như cô ấy muốn hại em thì Tết Trung Nguyên hôm qua đã hại rồi. Em đoán cô ấy tìm tới em là người có duyên trùng. Chắc là em sẽ là người giải thoát cho cô ấy. Manh mối chúng ta biết được không toàn diện. Không thể dễ dàng kết luận. Em là người làm trong công tác truyền thông, chắc chắn hiểu cái đạo lý này hơn là ai hết mà. Nhưng cũng không thể vì sợ tin nhầm người mà không tin ai cả. Ví dụ như ai vô cớ bỏ chạy lại vô cớ xuất hiện, có phải là em cũng không nên tin anh hay là không? Đợi chút, anh ấy biết công việc của mình, xem ra vẫn còn quan tâm tới mình. Thôi thôi chị ơi. Được thôi, làm như em nói đi, anh giúp em. Ghi chép nói cần phải viết tên trên thiệp mời, tên giống tên là tên của em. Ừ, trong truyền thuyết của nhiều quốc gia đều cho rằng có ma lực, có thể dùng để hãm hại đối phương. Trong Bão Phác Tử nói, nếu biết tên của nó thì nguyên rủa hãm hại. Ừ, nghĩa là cái tên rất là quan trọng các bạn. Sinh thần bát tự viết âm lịch giống em ngày 15 tháng 7. Sự trùng hợp này rùng rợn quá. Nên viết can chi? Với tài liệu anh biết được, tính ra là ngày Tân Mão, tháng Mậu Thân. Nhẫn và vật dẫn lửa tìm ở đâu bây giờ nhỉ? Anh có những thứ này. Mày đấy. Này cho em này. Tuyệt vời, mình lấy được nhẫn. Bật lửa. Bật lửa. Bật lửa chống nước rất tốt. Ui, bật lửa này còn chống được cả nước các bạn ạ. Ok. Là quà trước đây tôi tặng, xem ra bảo quản rất tốt. Ừ, thôi Huyền Anh tặng cái bật lửa này cho anh này các bạn. Thế anh này chắc chắn phải có tình cảm, cô này mới giữ cái bật lửa lâu thế. Đúng rồi. Bật lửa em tặng anh vẫn còn giữ sao? Ừ, dùng khí hút thuốc, rất bền, không hỏng được. Nên là anh cũng không đổi. Không biết bịa lý do nữa, rõ ràng là anh cai thuốc từ lâu rồi. Vậy là yêu vẫn yêu. Nhẫn bạc đeo cho người giấy. Đúng rồi. Thế còn giấy vàng lấy ở đâu? Anh ấy mang nhẫn trong người, lẽ nào là nhẫn đính hôn? Chưa nghe nói anh ấy có bạn gái. Thôi kệ đi, liên quan gì tới mình không muốn hỏi. Ok, vậy là mình lấy được lửa rồi. Và nhẫn nữa. Rồi ra đeo nhẫn cho cô người giấy thôi. Đây cô ơi, nhẫn của cô đây. Nó không đeo các bạn, nó chê. Chưa đeo được các bạn ơi. Nó chê, thế bây giờ làm gì? Ra chứ còn gì nữa. Chưa đeo được. Thế còn quân tướng này để vào đâu? Mình nãy giờ mình chưa dùng điện thoại check. Trong điện thoại sao lại không nhìn thấy người giấy nữa rồi? Có chữ trên tường à? Ôi, ôi nó đi kìa. Ôi, chị ơi, trời ơi. Ôi. Chị ơi, đâm hỏng, béng mất cái camera rồi các bạn. Sợ quá, camera hỏng rồi các bạn đồng ý. Chiếc điện thoại hỏng, nhưng mà các tính năng khác vẫn dùng được nha.
cay thế nhờ. Ma đập điện thoại rồi, chị ấy đứng dậy, chị ấy rõ ràng mình vẽ mặt cho chị ấy đấm đúng cho rồi. Một phát đây ra cay thế nhờ. Nhưng mà trên tường hiện ra thêm manh mối. Đây có chữ này. What? À đây có số luôn, theo thứ tự của chữ đấy luôn ông ạ. Ờ. Không biết manh mối của cái gì đây. Chỗ nào có chữ. Đây đây đây, đây. Quay lại. Chỗ ấy chính là chỗ treo trên cây. Ờ, đây à. Bây giờ nha, nó sẽ là như này này. 1 2 3 4 5 6 7. Đấy, đúng theo ý ban đầu em nói 1 2 3 4 5 6 7. Đổi lại hai bên này với nhau. Chắc chắn đúng. Không đúng à? Ừ, đúng rồi. Đúng rồi. Chìa khóa dây cót. Mở cái chỗ dưới chân con rối, nó có một cái lỗ nhỏ. Hiểu vấn đề. Đó, cái lỗ đó. À, rồi ok. Mình sẽ mở ra và lấy cái đồ. Đó, thì... lên dây cót cho con rối. À, lên dây cót cho con rối để nó múa à? Rối gỗ há miệng. Lẽ nào nó có thổi, nó thể thổi tiêu được. Ơ nhưng mà ngón tay nó gãy rồi. Mình ấn giúp nó vậy. Bắt đầu. Cần diễn tấu âm tương ứng với chữ nhắc nhở biến vàng. À, bây giờ phải chụp lại. Ra ngoài. Hiểu rồi. Bấm vào dưới này. Thấy chưa? Ví dụ nhá, nó hiện ra cái chữ nào thì bấm vào cái lỗ đó. Ồ, ok. Cái lỗ 1, 2, 3, 4, 5. Chỗ chấm đen này là chỗ mình bấm. Đúng, ví dụ hiện ra chữ này thì bấm vào cái số 5. Hiện ra chữ này bấm số 1. Đấy, như okay, thế nha. Chụp nha. Cái này phải nhanh nha, các bạn phải nhanh tay nhanh mắt này. Bắt đầu này. Ok. Lại này. Bắt đầu diễn tấu. Chữ gì? Chữ đọc ấy. Nhanh thế. 1 4 2000 years later. 2 2 này. 4 này. Đấy. Các bạn game này cay quá các bạn ạ. Rõ ràng mình gọi đúng nhưng mà nó tóm lại nó là cách giải như vậy nha các bạn. Và mình sẽ bỏ qua cái đỡ mất thời gian nha. Đúng rồi, nghĩa là nó hiện tóm lại cách giải là như vậy đó. Nó hiện chữ nào thì các bạn bấm tương tự với cái số ở nó hiện thị ở dưới chân hộp vậy. Đúng rồi. Cái sẽ ấn bỏ qua để xem manh mối tiếp theo là gì. Mình bấm từ nãy giờ 15 20 phút không được. Xoắn não quá các bạn, xoắn não. Rồi, bỏ qua đi các bạn. Chắc chắn. Thổi hay quá. Hay. Giờ này thổi hay. Hay quá. Hai, nịnh không đối tượng rồi. Đây là rối gỗ thổi tiêu. Anh tưởng là em vì em rất giỏi nhạc khí mà. Em giỏi nhiều thứ lắm, lại còn nhớ dai nữa. Năm xưa em còn nhớ có người xem em diễn xuất còn ngủ gật cơ mà. Anh này cạn lời. Đấy không phải anh. Nhớ lại một số việc bỗng thấy tức. Không muốn nói chuyện với anh ấy nữa. Đấy, mình ngồi đây rồi. Đây rồi. Gì đây? Chìa khóa nhỏ. Có chỗ nào dùng chìa rất khóa? Rất khó dùng tay để vặn. À, thiếu cái à? Thiếu cái để... À, thiếu cái vặn. Thì là cái quân cờ nó thủng ở giữa. Ok, hiểu rồi. Bây giờ tìm thế thêm cái này với cái nữa, có cái nữa. Cái gì đây? À, giấy. Đưa cho người giấy. Đúng rồi. Rồi, bây giờ là mình sẽ giải từng manh mối nhá. Chúng ta sẽ đưa giấy vàng cho người giấy trước. Ê, mở khóa đi, mở khóa cái phòng kia đi. Đây à, phòng bên này luôn. Đúng rồi, thì, mở okay. Luôn đi. Thế thì bây giờ chúng ta phải ráp hai đồ vào à? Ừ, đúng rồi, cho vào đây. Được, bây giờ chúng ta cho vào trước nhá. Rồi, sau đấy cho quân cờ vào. Uầy, vừa khít luôn. Đấy, mở cửa đấy ra. Bên trong có con ma. Ui, đời, ghê quá. Quả nhiên, đấy, là nhìn thấy giày thêu hoa ở đây. Cửa này vừa khóa chặt, sao nó lại vào được đây nhở? À, sao mình lại suy nghĩ đến vấn đề thuyết của Trương Thần Thụy? Những việc quái dị này sao có thể giải thích được? Có điều hình như những việc này đúng là sẽ phân tán tập trung không còn sợ nữa. Là cái điện thoại rơi xuống hồ này. Đúng rồi. Bây giờ xem cái tủ, mình nghĩ cái tủ có gì đấy đấy các bạn. Cái ngăn tủ. Tranh này không xem được này. Quả địa cầu không xem được, trên bàn có chiếc đồng hồ này. Điện thoại trên bàn sao lại nhiều nước thế? Như là vừa được vớt từ dưới nước lên ấy. Ờ, điện thoại này, ui, giật cá mình. Có nghe không? Nghe. Alo. Alo. Alo anh em ơi. Trung Thần Thụy, ký của cái điện thoại. Bảo mình dẫn cô ấy tới. Vừa rồi là ảo giác. Hình như là Trương Thần Thụy hồi đại học. Việc này là sao? Nếu như cách nói đó đúng, những ảo giác này là ký ức của ma quỷ. Khi mình học đại học, ma nữ này đã từng thấy Trương Thần Thụy rồi hay sao? Trong điện thoại vọng ra tiếng khóc. Đừng chửi khóc chị ơi. Ma gọi điện thoại cho mình à? Anh ấy lừa mình. Đứa nào nói là anh ấy lừa mình này? Các bạn ơi, cái người hỏi chấm này là chính ai? Chính là cái người trong điện thoại đó các bạn. Ừ nhưng mà là ai? Hỏi chấm. Anh ấy lừa mình. Ma đó, ma đấy. Tiếng khóc làm sao vậy? Có chút rợn người. Không nghe rồi. Nữa, hốt quá không dám nghe. Cúp máy rồi. Hết rồi các bạn ơi, vậy là nghe máy vậy rồi à? Điện thoại này không có đĩa quay số. Lần trước mình dùng rồi. Lấy mất tiêu ra quay ở cửa. Ô, cái gì đấy? Rồi cái gì đấy? Trên báo viết về vụ việc xảy ra ở ngôi nhà này. Đây là một tờ báo các bạn ạ. Chân tướng nhà họ Trịnh.
Bên dưới phế tích nhà lớn của nhà họ Trịnh đột nhiên xuất hiện mật thất. Mật đạo đã là việc người qua đường đều biết. Gần đây có người biết chuyện nói, trước có quan gia tài chủ ghé thăm nhà họ Trịnh. Danh nghĩa là đánh giá cổ vật, thật ra là tham ô hối lộ. Không biết mật đạo này là che tai mắt người khác hay là tai vách mạch rừng. Nghe nói vật giấu trong mật thất nhìn thấy mà kinh, nghĩ hẳn là rất thấy đáng sợ. Vậy là nhà này có mật thất, không biết giấu cái gì. Người thì nói là giấu cái gì đáng sợ, người nói là tham ô. Đấy. Hình tượng thiện nhân trăm năm của nhà họ Trịnh chỉ sợ tan thành mây khói từ đây. Biết người biết mặt khó biết lòng, dù là người như hình với bóng cũng khó biết hành động lúc vắng mặt. Huống chi sân lớn nhà sâu thấy cây chẳng thấy rừng. Rất là bí ẩn, mình chui được xuống đấy không nhỉ? Thế rồi, ở đây có đồng hồ. Ở thời dân quốc hẳn là khá quý giá. Đồng hồ này là đồng hồ quả quýt à? Đồng hồ quả lắc. Quả lắc, quả quýt đâu ra? Quả quýt đấy à? Quả, quả lắc để giúp đồng hồ chứ không? Quả okay. Quýt. Tôi chịu luôn. Bất lực. Ơi, đi, đi. Thế lắc cái này à? Thôi, đi ra. Mình cũng lắc nhưng mà cũng chưa biết lắc kiểu gì. Ờ, đây có mấy vạch. Hết, hết. Ô, chưa hết. Đèn pin nè. À, kính vạn hoa, món đồ chơi xưa cũ. Lấy luôn. Lấy. Wow. Cái gì kìa? Hình này là hình cái gì? Cái chén à? Đúng không? Cái chén này. Ừ, cái chén này. Ờ. Bông hoa. Bông hoa. Cái tượng à? Bức tượng. Cái bình. Bình. Cái gì đây? Một cái gì đấy giống như một quyền trượng. Cuốn sớ. Quyền trượng mình thấy. Ờ, nó trùng giống quyền trượng. Ơ, gì đấy? Con mắt đấy các bạn. Rất cao mình. Một cái bình. Ê, thật sự luôn. Rồi. Rồi. Hết rồi. Cái gì vậy? À. Cái trên đèn lồng. Đúng. Chính nó. Cái cộng với cả cái mũi tên này giống như kiểu ký hiệu là con trai con gái ở trong sinh học đó các bạn. Mà chết thay. Chắc là nó là cái này rồi nhưng mà mình chưa biết thứ tự các bạn ơi. Chưa biết thứ tự thôi đi ra đi. Thôi đi ra đi, phải biết thứ tự đã các bạn. Hết rồi. Hết rồi. Còn gì nữa? Đây, cả cái kệ này chỉ có một cái đấy. Hết rồi. Hết. Thoa ra đi. Bây giờ đi mang giấy vàng cho cho chị người giấy mặt cau có khó nhưng chịu. Nhưng mà phải chấm bút mực đỏ. Ờ đúng rồi, viết đi. Nào, cho viết đi. Giấy vàng phải để lên chỗ có nghiền mực chứ. À, nhầm. Ngáo thật đấy. Quên. Có biết chơi không? Đây, có biết chơi. Đang đi rửa đâu mà chấm. Quên mất là cái bút này vẫn còn màu đen. Khó tính thế. Xong cho em vẩy ra xong đi. Bắt em đi rửa. Ok chưa? Rửa xong chưa? Ok. Chạy uống nước cái, khát nước quá. Đây, thế uống nước đi. Mất thời gian thật, bây giờ thành uống phát hết luôn cốc nước. Ok, chúng ta có cái này. Bút lông màu đỏ. Viết vào. Viết sinh thần bát tự vừa nãy mà Trương Thần Thụy nói các bạn. Với sợ mà sợ, với sợ mình sợ mồ. Được chưa? Đeo nhẫn cho cô dâu chưa? Vẫn chưa được, lúc nãy đã đeo được đâu. Tay của người giấy không thể trực tiếp đeo nhẫn. Thế phải làm gì? Thế chị đeo nhẫn kiểu gì chị? Em đeo mũi chị nhá. Không, phải đeo bên tay. Cái gì đeo ngón cái kìa. Còn cái gì manh mối gì nữa? Hết rồi, chỗ này hết rồi, ra ngoài đi. Từ. Quay ra đi. Em bảo. Cái này nó giống có giống cái trên la bàn không em? Ừ đúng rồi đấy. Bây giờ mình gióng sang. Ờ nhìn này, nó khác rồi này. Ờ nó khác rồi. Ờ đúng rồi. Thông minh quá, 10 điểm. Rồi, ra đi, chúng ta sẽ làm cái bên này. What? Nào, đầu tiên này. Hai gạch liền. Đâu, làm cái nào? Hai gạch liền. Đây. Hai gạch liền ở trên. Đây, chính là cái này. Mũi tên. Mũi tên chọc lên trên. Đúng rồi, mũi tên chọc lên nhớ trên. Nhớ nha. Ok. Đúng rồi, mình sẽ dùng một cái điện thoại khác. Hai điện thoại. Đây nha. Đây là cái của mình, cái thành đây, cái của mình này. Ok, nó... đầu tiên là cho con chuột vào rồi đấy. Cho con chuột đây thì nhớ. Đây. Ok rồi. Cái thứ hai là chữ này. Chữ thứ hai là chữ này. Đây à? Ừ. Đúng rồi. Nào, chữ thứ ba. Đây chữ này. Chỉ có chữ này thôi. Nhưng mà nó thiếu một gạch bên trái. Thử xem đi các bạn ơi. Nào đi, chúng ta làm thôi. Đi thử. Chỗ nào nhỉ? Quên mất luôn rồi. Nghĩ nhiều quá quên mất luôn rồi. Không có điện thoại à? Đâu nhỉ? Đây. Xong đấy. Ừ. Đây là các bạn ơi. Rồi, đầu tiên. Mũi tên chỉ lên. Đây. Đây có chấm ở giữa, có chấm ở giữa. Ok. Một này. Cái thứ hai là cái
dấu cộng, cộng hình tròn. Đây. À đây 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 đây. Không không, đi tiếp đi, đi tiếp đi tiếp. Đi đây đây đây, cái này mới đúng này. Rồi. Cái thứ ba. Cái này. Không phải. Không phải các bạn ạ. Cày thế nhỉ? Đứt. Không, cái này là anh quay ở trong này á. Ờ, hay là phải quay trong này mới đúng nhở? Hay là quay trong này rồi mang ra xem những ký tự nào có ký tự này. Ngược lại đó các bạn ạ. Mình thử làm ngược lại em nào. Đúng rồi, nào, ok, mình đã chụp rồi nha. Đây. Hai đứt một liền. Đây, đúng hai không? Đứt một liền, ok, móc câu. Đúng, chính xác nó không? Hai đứt một liền, đúng rồi. Sau đấy là cái ngôi nhà, cái mũ hai mũ như à, hai mũ ngôi nhà. Đây. Ờ, đúng rồi. Đúng chưa? Đúng rồi. Và cái tiếp theo là một cái giống như cái cờ. Đúng như cái cờ. Đây. Đây đúng không? Thì đúng rồi. Đúng thế rồi, là mình phải làm như rồi. Thế. Đúng chứ rồi. Mình không không dùng la bàn quay ở đây. Vì mình cần giải cái nào thì mình đúng quay rồi, ở đấy. Đúng rồi, cần giải cái nào quay la bàn ở đấy. Thế và mà thứ tự sẽ là từ trái sang. Ok nha ơi. Và quả này mình xong đời rồi. Chắc chắn giải được. Hy vọng thế đi. Móc câu, móc câu. Móc câu, đây đúng không? Ok. Ok, đây. Dấu cộng, hình tròn dấu cộng. Và đây. Đúng rồi, đúng rồi các bạn ơi. Bên quy hoạch thông minh quá. 10 điểm, tuyệt vời. 10 điểm. Này gì đây? Keo, à lấy keo dính nhẫn vào tờ giấy. Người giấy phải tờ giấy. Người không đeo được thì dính các bạn ạ. Mình đốt rồi, ra đốt luôn đi. Đốt luôn đi. Đốt để cho nó quá mệt mỏi rồi. Nó đỡ mà mấy cái này nó dọa mình. Đây đây chị ơi, em có keo đây cho đốt chị đi. Đây, dính keo vào trước, xong rồi định dính nhẫn vào. Rồi, đấy lấy bật lửa đốt luôn. Nhìn kỹ lại, chiếc nhẫn nhỏ như vậy, anh ấy chỉ có thể đeo ngón út. Đeo như vậy thông thường muốn biểu đạt mình độc thân nhưng không có hứng thú hẹn hò. Ôi trời, mà không nghĩ đến việc này nữa. Con này như kiểu vẫn suy nghĩ về người yêu cũ ấy. Ờ, vẫn còn tức là tình cảm mà. Rồi bây giờ đốt. Đốt, đốt đi, đốt đi. Đốt luôn. Em đốt chị nha. Đốt chị luôn. Đừng có đập điện thoại em nữa, à mà điện thoại mất tiêu rồi. Đốt nhỉ. Thế bây giờ phải làm gì để đốt? À, anh có nhớ không? Phải đốt cái này cùng với tiếng khóc. Khóc gì không? Bị điên à? Tiếng khóc trong điện thoại ý. À. Nhớ trang sách đấy mình đọc không? Ờ, bây giờ. À, ghi âm. Ghi âm kiểu gì? Ghi à. Âm thì để hai cái gần nhau thì nó ghi âm. À, rồi bây giờ ra cái bật tính năng ghi âm lên nó ghi âm. Thế hỏi ghi âm kiểu gì? Anh có phải người hiện đại biết dùng điện thoại không? Đây, rồi, gọi điện. Rồi. Đấy, thấy chưa? Khóc đi chị. Thôi để anh dùng tính năng ghi âm của điện thoại. Khóc đi chị. Ok, đã ghi âm. Bây giờ về đốt đi. Cần có tiếng khóc của hai cô gái làm sao đấy làm còn cần tiếng khóc của mình nữa. Mình không khóc nổi, từ nhỏ mình đã không thích khóc. Tao đây, anh tán cho cái hiểu khóc. Hai cô gái phải là trong điện thoại là mới một cô gái thôi. Ờ thì cần một tiếng khóc nữa. Ok. Anh ấy lừa mình trước Trần Thụy, anh là tên khốn. Đấy, đang nghĩ đến việc Trần Thụy là một tên xấu để khóc. Này, cô này chưa khóc được các bạn, chưa khóc được. Lần trước mình khóc là khi nào? Là khi tên khốn đó bỏ đi không lời từ biệt. Trước đây tình gặp rất nhiều chuyện đều không chia tách được chúng ta. Nhưng có một ngày anh đột nhiên biến mất, hoàn toàn mất liên lạc. Ít nhất cũng phải cho em một lời giải thích chứ. Tại sao cũng cần có một nguyên nhân chứ. Anh biết em thất vọng và tuyệt vọng tới nhường nào không? Anh không. Và mình đã khóc lại và thôi anh khóc rồi. Tranh thủ ghi âm, ghi âm, ghi âm. Ghi âm đi, ghi âm. Anh là tên khốn vẫn còn chửi được cái rồi đấy. Rồi ghi âm rồi. Ghi âm cả mình lẫn cái con trong điện thoại luôn á. Ok. Ok, rồi. Bây giờ đốt rồi đấy. Còn điện thoại không biết là mình vừa bị ghi âm cái thế nhỉ. Ok à. Mang điện thoại ra. Để lên bàn. Đúng rồi, để tất lên bàn. Thông minh lắm. Phát chưa, phát chưa? Ờ, phát chưa? Đang phát mà. Đang phát, thì đốt đi, lấy lửa đốt. Đốt cái này trước, đốt cái này trước. Đốt này à? Cái này đã viết xong rồi. Rồi, bây giờ đốt. Đốt người giấy luôn. Ừ, đốt đi. Tiếng khóc trong điện thoại vọng ra, tiếng khóc đã ghi âm. Anh ấy lừa mình, Trương Thần Thụy anh là tên khốn. Đây đều là không cẩn thận ghi âm vào thôi. Đốt rồi. Rất ám Trương Thần Thụy không nhỉ? Vừa ghi âm có Trương Thần Thụy ở đấy. Đốt rồi. À? Sao giống mình thế? Mình bị cháy à? Ủa nó vừa màu đỏ sao đôi biến mình, ôi cháy luôn rồi. Thôi xong, kết cục của em đấy không? Thôi của anh ấy. Của em. À của Thụy. Gió thổi bay cái cho tàn đi rồi. Ma nữ chết. À, chết thay. Chính là cô. Còn ma nữ còn nói, ma nữ là ai? Sao sợ thế?
Hương rồi thấy người dễ ở đó biến thành hình dáng của mình, cảm giác lạnh hết cả người. Và tiếng người lúc ẩn lúc hiện là sao đây? Lẽ nào nghi thức thất bại rồi ư? Mình trở thành ma chết thay rồi ư? Mình đã làm như trong sách nói mà, là Trương Thần Thụy nói sai sinh thần bắt tự hay sao? Bên ngoài hình như vọng tới tiếng mở cửa. Ốc nhớ lúc ấy Trương Thần Thụy bảo gì không? Lại là tiếng gì vậy? Trời ơi, mình cảm thấy luôn có một đôi mắt đang nhìn mình. Trương Thần Thụy nói là nếu mà đừng làm theo nợ con này có thể là bị dụ dỗ đấy. Rốt cuộc phải làm sao đây? Phải đi hỏi Trương Thần Thụy thôi. Trước khi đi, Thủy đang nhặt điện thoại trên bàn thờ lên. Quảng... Nó cứ có cái tiếng... Tiếng cười. Tiếng cười của con ma. Ờ. Thôi đi ra đi. Ra gặp ma đấy. Cửa phòng bên cạnh mở rồi. Ra đi. Sau khi vào đây, cảm giác lạnh rợn người như bị theo dõi tạm thời biến mất nha các bạn. Xem ra ma không dám động vào Phật đường, trốn luôn trong này, không ra nữa. Không được. Ai biết sẽ xảy ra chuyện gì. Hơn nữa nơi này cũng khiến mình cảm thấy rất là bất an, có vẻ còn nguy hiểm hơn cả bên ngoài. Có hai con này. Hello. Ui, hai con này giống hai con ở trên cánh cửa ấy nhở? Ờ, nó đang xin cái gì ạ? Cần đưa cháu gì? Đồng tử thật là âm u. Đồng tử âm u này. Quá âm u luôn. Nhìn chừng chừng vào mình. Có mắt đâu mà nhìn kinh quá các bạn ạ. Ừ, nói chung là chỗ này. Ô. Chính là cái kính lúc nãy mình thấy. Và cái hình ảnh hiện lên ở cái kính ở cái chỗ nào thì cái bàn tay là giữ ở cái vị trí đó. À, ok rồi. Tung minh. Quá hiểu luôn. Quá dễ luôn. Game là dễ thôi, chỉ hơi hết hồn thôi. Tìm lại. Anh bảo em chụp ấy. Cái chén này lên trên này. Cái chén lên trên này đúng không? Chính xác luôn. Cái bông hoa bên này là đúng rồi, chuẩn luôn, bông hoa chuẩn luôn nha. Con tượng ở đây chuẩn luôn, tượng chuẩn luôn nha. Bình là à? Ở bên bình chéo chéo xuống dưới đúng không? Ừ. Đúng rồi, bình đúng rồi. Đây. Cái này chuyển đến đây. Đây, chuyển sang đây. Ui nó mở ra rồi. Gì đấy? Trang sức tròn không rõ dùng để làm gì. Em biết cái này ở đâu á, Bê Quy Thành? Khối vuông nhỏ. Em biết cái này ở đâu nha. Cái này ở chính ở chỗ lắp ghép mà ban đầu bảo là thiếu hình ở cái tủ ở phòng tiên á. Đúng rồi, tiếp. Thế rồi. Còn gì nữa không? Đây có gì đây? Ui, cái gì trời ghê quá à. Bốn cô dâu như là chỉ đấy. Có kéo cắt à? Chính là hình nộm đốt đó. Ở hết bật lửa đó. Không bật lửa à? Từ đeo vòng cho các cô. Đi ra ngoài. Không. Đeo vòng cho hai cái đứa trẻ con ấy. Ui ghê vậy. Hai đứa trẻ con này. Ôi nó có mắt rồi này. Nó nhìn mình cười tươi hơn hoa. À không phải, không phải. Nó đâu có mắt đâu. Đứa nào nhỉ? À, đây này, cái vòng mày đeo cho con này. Nhớ không? Cái vòng mày đeo con này còn có đấy, đúng rồi, giống như cái hình đấy. Và mình còn trong trí nhớ của mình là cái vòng của nó còn in cái màu khác so với cái ấy rồi. Đây trong trí nhớ của mình nha, chứ mình không có xem chụp hình nha. Ok, rồi sao, con này thiếu cái gì? Con này không biết. Con này chưa biết có cái gì nữa. Thôi, la bàn này em. Ui dồi, la bàn quay điên loạn bạn. Thôi. Nó bị sợ các bạn ạ, la bàn bị sợ con này luôn. Tay trong này là Phật đường mà, hiểu không? Thờ cúng, hiểu không? Không có ma quỷ ở đâu. Cái bàn thờ này là gì đây? Một cái bàn thờ thôi. Không xem được. Thôi đi ra đi, hết rồi. Đi vào cái phòng kia để lắp cái ấy thôi. Đúng rồi. Nhầm. Trương Thần Thụy, anh ra đây. Vẫn tiếng con ấy nó cười các bạn ạ. Trương Thần Thụy con ma đấy. Trương Thần Thụy không thấy đâu luôn rồi. Thụy ơi anh ơi. Thụy ơi. Hay Trương Thần Thụy bỏ về trước rồi. Thụy ơi anh yêu con ma. Thụy ơi. Không, bỏ về trước rồi. Không tại gì ở đây hiểu không? Ui sao xấu tính thế, không cứu người yêu à? Thế không xấu tính thì mới chia tay chứ tốt tính ai chia tay. Thụy ngụy quân tử. Đúng. Thụy đã bỏ bạn gái ở lại một mình. Thật là cay quá này. Có tiếng cười hi hi cái gì? Bạn này mở rồi xem làm gì đây nữa. Đây chỗ nào nhỉ? Đây chính là chỗ này các bạn ơi. Đúng rồi. Lắp cái đấy vào đi. Rồi, bây giờ xếp hình. Anh nhìn ra gì không Thành? Các bạn cho mình bỏ qua được. Thực ra là mình xếp cũng được thôi nhưng nó mất thời gian đúng vì rồi, ở đây nó có hình sẵn rồi đây. Nhìn kiểu này mình lắp đúng rồi này. Đấy. Đúng rồi đấy. Như đây mình là lâu. Đây bên này mình cũng lắp đúng mấy cái rồi. Nó okay. chỉ là mất thời gian thôi. Ừ. Bỏ qua. Đấy. Hình vẽ nó như thế. Rồi, lấy được đôi. À, lấy được cái hài còn lại này. Cái hài còn lại. Ừ. Lúc đấy có một cái hài thôi mà nó cứ đi theo mình. Đây, cho nó có đôi chắc nó không đuổi mình nữa. Ừ, chính xác. Đây là giày thêu hoa. Không lật nó ra thì không thể lấy được đồ bên dưới. À, vậy là bên dưới có đồ. Ui, ký ức. Đang đi, dẫm vào con bọ. À không, chẹo chân. Đây là chuyển sử ra khi chủ nhân giày này còn sống sao? Chi tiết chân thực quá. Mình như thể ngửi thấy hương cỏ. Xem ra là ký ức rất là thật. Ảo giác, không thể có nhiều chi tiết tới vậy. Khéo chính là mình. Rồi, cái quả này. Vì để không dẫm vào con sâu, cô ta bị chẹo chân. Xem ra rất là lương thiện. Nhưng sau khi biến mất thành ma thì lại cứ bám giết mình không thôi.
Châu báu. Một, biết cái này đâu. Một viên ngọc lớn màu đỏ. Okay, từ đã. Nó ở đây này, nó ở đây này. Từ đã, xuống xem còn cái gì không. Hết rồi. Em bảo rồi, nó ở đây này. Đây. Còn cái con này nó bế cái viên ngọc này. Ra ngoài. Cái đứa bé đã đeo vòng rồi, màu vàng rồi. Bây giờ sao cho con bé cầm cái viên màu đỏ này các bạn. Đúng rồi, là lại có manh mối các bạn. Đúng. Lại không bí nữa. Tí nữa thì bí quả bí rồi. Đây nhỉ, đây phòng này các bạn. Đây, cho con bé cầm. Đây, châu báu của em đây em ơi. Ấy, lại sách nữa. Lại sách, lại phải đọc rồi. Lục Táng Bồ Tát là thượng thần nơi khác, từ thôn nào đó lan truyền thiên hạ. Tổ tiên tộc Ngô may mắn được bản sao kinh điển tiểu thiếu khuyết, hưởng lợi vô cùng. Nhưng vì dân bản địa ngu ngốc khó thể hiểu được sự thần kỳ của vô thượng thần này, cho nên tổ tiên mượn tín ngưỡng Lục Vương gia bản địa để gửi gắm sự thật Lục Táng Bồ Tát, dựng lại kim thân Lục Lão Thái gia tới nay đã mấy trăm năm, lấy đất làm tượng, ứng với thổ trong ngũ hành, việc và việc chuẩn bị tế bái vào tượng chân thân trong nhà để khắc thái thất thủy mạch. Gạch, có cần dùng gì gạch không? Tự nhiên gạch nó gạch đỏ đỏ đây là thế là đúng đúng. Đỏ này là gạch. Cái game này là các bạn phải để ý hết những cái chi tiết ngưng ngang hướng dẫn. Hôm nay cuối cùng Ngô cũng tìm được tế phẩm thích hợp, nhà họ Trịnh cuối cùng có thể chuyển vận mạnh mẽ. Tóm lại là nói ngắn hạn cho các bạn hiểu nhá, là có một cái đây mình sẽ lật về đằng trước kiểu gì. Đây như này nha các bạn ơi. Tức là Lục Táng Bồ Tát là thượng thần ở nơi khác. Thì cái ông Lục Táng Bồ Tát này này là được nhà họ Ngô là kiểu như may mắn là chúng ta mà họ tiếp cận được với cái ông này. Thế nhưng mà cái vùng, cái người dân địa phương ấy thì lại không cho rằng không, họ không tin cái ông Lục Táng Bồ Tát. Thế nên là nhà Ngô này đó đã mượn tín ngưỡng Lục Vương gia bản địa để gửi gắm sự thật về Lục Táng Bồ Tát, tức là thờ Lục Táng Bồ Tát trong một cái vỏ của một cái người tên là Lục Vương gia, một cái vị thần tên Lục Vương gia. Đấy. Và dựng lại kim thân Lục Lão Thái gia tới nay đã mấy trăm năm rồi, lấy đất làm tượng, ứng với thổ trong ngũ hành. Đấy. Và bởi vì là tóm lại là phải tế bái cái gì đấy. Đấy, để khắc thái nhất thủy mạch, thì là cái thái nhất thủy mạch này mình đã đọc từ cái đoạn trước rồi. Mình cũng không hiểu lắm và không nhớ lắm, nhưng mà tóm lại là như vậy nha. Đây, đọc tiếp đoạn này thì là hôm nay là tế này. Là nhà họ Ngô tìm được tế phẩm thích hợp này. Nhà họ Trịnh sẽ sau khi tế xong thì nhà họ Trịnh sẽ chuyển vận, tức là đang xui trở nên là rất là đỏ, đang xui rất là may mắn kiểu như thế. Tế tự hung hiểm để đề phòng bất trắc, dùng thuật ngữ gửi hồn vào người giấy. Gửi hồn vào người giấy. Nếu bất hạnh bỏ mạng có thể giữ hồn phách không diệt, chờ thời cơ ngày tế tự hoàn thành liệt vào tiên ban. Kinh điển đã giấu ở nơi bí mật, trời biết Ngô biết. Tức là nếu như mà cái gửi hồn vào người giấy mà thất bại ạ, thì cái hồn đấy sẽ không siêu thoát, mà nó sẽ chờ thời cơ để đến cái ngày tế tự hoàn thành thì cái hồn đấy nó sẽ trở thành tiên. Tiên à? Ừ. Kinh điển đã giấu ở nơi bí mật, trời biết Ngô biết, tránh cho người ngoài biết được, cuối cùng thành lợi cho người khác này. Nếu có tai họa nha, nhà họ Trịnh gặp phải bất hạnh này, nhánh ngoài nhà họ Trịnh tiếp quản nhà lớn nhìn thấy bản ghi chép này, hiểu được nguyên nhân thì chớ rêu rao ra, yên tĩnh chờ ngày tế tự hoàn thành mới tốt. Thế là nhà họ Trịnh gặp bất trắc rồi các bạn ạ. Đúng rồi. Thì mới xảy ra những chuyện như thế. Hết rồi. Cái những cái gạch này là ở đâu đây? Cuốn sách ấy chắc chắn là có manh mối gì. Mình chúng ta lần lượt vào. Em nghĩ là bây giờ phòng này hết rồi. Lại cười. Im đi. Đừng, chị đừng cười. Im đi. Phòng này hết rồi, không còn gì phòng này. Ừ, thôi đi kiểm tra lại các phòng các bạn. Phòng bên này. Em biết cái gạch ở đâu rồi. Cái gạch ở cái đồng hồ. Đây này. Anh cũng nghĩ đến đấy luôn, anh vào cái đồng hồ đấy mà. Ừ. Chắc chắn luôn, anh quá đỉnh. Vừa lúc anh nhớ cái gạch, anh lúc nói là mà có cái gạch ở chỗ đồng hồ. Mỗi chỗ này có gạch. Bây giờ. Nhưng mà cái gạch này hơi khó này. Đầu tiên là cái này. Gạch chéo sang. Đây, cái này. Ok. Đầu tiên cái này. Ok. Rồi, thả ra. Xong đến cái này. Thả ra. Cái này. Thả ra. Xong đến cái này. Thả ra. Xong đến cái này. Thả ra. Thôi chị ơi, thôi đồng hồ ơi. Đến cái đồng hồ bây giờ nó có dọa mình, nó sợ thích cả mình. Ôi giời. Tưởng nó xiên mình chứ. Bình thường cái chỗ này ở nước ngoài người ta có con chim cu cu. Nói như kiểu là báo thức ấy. Cu 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 cu. Nhưng mà đây là ám sát mình, định xiên mình. Treo keo treo. Xiên. Xiên mình lại luôn. Lấy kéo để làm gì nhỉ? Ôi. Được à? Ra đi. Làm tân nương của Lục Lão Thái gia là phúc phần của ngươi, có phúc hơn nhiều so với chỉ làm thiếu phu nhân của nhà chúng ta. Wow. Ôi. Thế là chị này kiểu bị bắt ép. Chị này không phải cưới thiếu gia nhà họ Trịnh.
mà chị này bị hiến tế cho Lục Lão Thái gia. Ôi giời ơi, làm là... vợ của Lục Lão Thái gia. Thế là chị này đã không muốn mà muốn tự tử. Đúng rồi. Ông này lừa, nhà chị lừa. Không chỉ ngươi tới đó hưởng phúc, đợi hoàn thành hôn tế, cha mẹ ngươi cũng sẽ có một phần khoản tiền, cũng có thể hưởng phúc. Họ mong đợi điều này lâu lắm rồi. Ê! À, hóa ra ông ấy trột. Ông ấy trột là vì bị... Đấy, các bạn hiểu rồi đấy. Hiểu rồi đấy. Ký ức trong vòng tay, vòng của tay trái và đèn khổng minh giống nhau. Tay trái của ma nữ cũng đeo vòng tương tự. Đây là việc cô ấy gặp phải trước khi bị hại. Mình thậm chí có thể cảm nhận được sự run rẩy của cô ấy. Người bị chọc mù mắt kia chính là lão gia của nhà họ Trịnh. Xem ra không phải là người tốt rồi. Rồi, lấy được cái kéo. À, cắt cái đoạn dây lòng hoàng ở chỗ mấy cái cô dâu đúng không? Thì chỉ có thứ đấy cắt thôi. Đừng cười nữa chị ơi, em xin lỗi cô dâu ơi, chị ơi. Cắt, cắt. Quan sát con rối. 1, 2, 3, 4. 2 đổi với 4. 1, 4. 3, 2. Lại nha, lại nha, lại, lại. Quay clip, quay clip lại ông. Không cần, không cần. Mình thử nhớ đi vì chỉ có 4 con số. Okay. Nào, reset đi, reset đi. Nào, ok, bắt đầu này. 1, 2, 3, 4 này. Ok. 1, 4, 3, 2. 1, 4, 3, 2. 4. Thôi thôi, quay clip bạn, quay clip. Quay clip gì? Lú lắm. Không có não lại còn... Thực ra là nhớ được nhưng mà sao bây giờ tối rồi, nửa đêm rồi. Đúng rồi, bây giờ là 12. Đây cho các bạn xem, bọn mình đang chơi ở lúc 00:25 nên là... Lão không hoạt động nữa rồi. Không hoạt động rồi. Không muốn nhớ, không muốn ghi nhớ. Nào, bắt đầu đi. Anh tin em rồi. Bây giờ anh nhớ này. Đây. Dưa. Lú thế nhỉ? Rồi xem đi. Đầu tiên giữ này. 1 đối với 3 thì sẽ là 3, 2, 1, 4. Rồi 3, 2, 1, 4. 3, 2, 1, 4 thì đây sẽ là 2, 3, 1, 4. Ok, 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. 2, 3, 1, 4. 2, 2, 3, 1, 4. 4. 2, 3, 1. Nào, em phải nghe anh. 4, 3, 1, 2. Nào. 1. 2. 2. 3. 3. Đúng rồi, còn lại 4. Dừng đây. Cái gì mà? À, bức tranh này này. Bức tranh đấy nó phải sai như thế này. Có chữ gì đấy, có đọc được không? Hữu ngã tướng, vô nhân tướng, vô chúng sinh tướng, không hiểu gì. Không hiểu gì. Nghe thì là bướng, chả hiểu gì. Rồi ok, có hình vẽ sai rồi. Đúng, để bắt làm sai cay thế nhỉ. Bây giờ mình đi làm sai à? Ừ. Ok, đi vào cái nhà này. Mở cái tủ ra. Bây giờ, nào cho anh xem cái hình này đi không? Nó đang cười kìa, không nhanh nó bóp cổ bây giờ. Ok. Mặt này sang bên này này. Tay lên trên. Ok. Cái tên này cái chỗ này, cái chỗ này xuống dưới. Đây đúng rồi. Tay lên trên đúng okay. Rồi. Mặt sang này. Mặt cái này đúng. Cho cái này lên đi, cho cái này lên đi. Viên ngọc viên ngọc phải đẩy sang bên này. Cho sang đây, cho sang. Một vòng đi, cái đấy một vòng đi. Ai vốt bỏ qua rồi tay. Các bạn đi cho mình bỏ qua. Bỏ qua đi. Em cho anh bỏ qua. Chơi này mà không dưới sáng rồi. Đây rồi. Bùa chú. Ok. Lấy được bùa chú. Xảy ra chuyện gì vậy? Ủa anh này chưa đi à? Chưa bỏ chú này. Chưa. Bên cạnh em hình như có bóng thoáng ẩn thoáng hiện. Đâu anh ơi. Đốt người giấy thất bại, em trở thành ma chết thay rồi. Có phải điều anh nói với em là sai không? Anh cứ có phải thần bí, có phải đang giấu em điều gì không? Thông tin không đúng. Không thể nào. Không bịp suy nghĩ nữa rồi. Nếu như em trở thành ma thế thân, chỉ em là ma nữ đó hãm hại em. Chỉ em là ma nữ đó hãm hại em. Phải mau rời khỏi đây thôi. Làm sao để rời khỏi đây được? Rời đi rồi có thể giải quyết được vấn đề hay là không? Năm xưa em bỏ đi có giải quyết được vấn đề hay không? Ma nữ cố tình dẫn dụ chúng ta tới nhà cũ. Chắc chắn là ở đây cô ta có thể làm được một số việc. Bên ngoài chỉ là an toàn hơn ở đây. Anh ở trong mật thất tìm được một là bùa hóa giải ảo giác. Chỉ có một lá không biết có tác dụng không. Rồi, đây em cầm đi. Rồi dí vào mồm. Dí vào mồm cái đứa đang cười. Hay mà có một lá nhá. Vậy thì tốt quá rồi, mau đi thôi, đừng chậm trễ. Nhưng anh thì phải làm sao? Không cần lo cho anh đâu. Mặc dù không biết lý do nhưng chắc chắn ma nữ đó cần tìm là em. Cô ta chắc chắn không cần anh là ma thế thân đâu. Đúng rồi, vì anh đâu làm cô dâu đâu. Ờ, anh là con trai mà. Đừng nói nhiều nữa. Nếu như không phải vì em, anh căn bản không gặp phải những chuyện xui xẻo như thế này. Cút.
Hóa trưởng, sao đây cút. Ôi ôi, cụ cái giờ sao tự nhiên cụ cái. Được, phải đá thế đi. Được, một mình anh ở đây đi. Đi luôn. Cười. Ở đây đi luôn. Cút. Cút. Ôi ôi, bất lực quá. Ôi nhìn bóng anh Thụy nhìn ghê quá. Bây giờ là nhìn hơi ghét rồi đấy nhá. Lựa đấy, lựa đi cho nước nó trao. Lựa luôn, chúng mình lựa luôn đi. Ok, đốt hai lá bùa này có thể bịt ma bịt mắt à? Rồi, đây, đốt. Ma đầu, bịt mắt đi luôn, đi luôn, đi luôn. Chỗ cửa hình như có gì khác lạ. Mình thử xem. Đi luôn, đi rồi, đi rồi. Đúng là có thể ra được, mau rời khỏi đây. Đi. Chạy, chạy. Chạy ra, ra rừng. Những cảm giác đáng sợ không còn nữa. Xem ra ma nữ không thể ra khỏi ngôi nhà đó được. Chạy đi, trước khi mọi điều dần tồi tệ hơn. Vừa rồi hình như cứ tức giận và nghi ngờ vô căn cứ, bây giờ tốt hơn nhiều rồi. Là ma nữ ảnh hưởng tới tâm trạng mình hay là sao? Cứ đang chạy lại nghĩ. Kìa xe kìa, lên xe chuồn chuồn cất cánh bay cao đi. Đúng rồi, chuồn luôn. Gã kia vừa rồi cố tình khiến mình tức giận để mình không bao giờ lập tức chạy thoát thân. À, anh này cố tình nói thế để à. Cô này chạy đi. À, cô này cáu chạy. Anh thế là người tốt. Hóa ra là mình nghĩ sai với anh đấy rồi. Thế mình có quay lại không? Không. Má, đi về. Anh bị điên à? Anh bị cứu người ta chứ. Sợ. Ui, lên xe rồi. Lấy cái gì? Mặc dù còn nhiều việc chưa rõ ràng, nhưng bất luận thế nào đi chăng nữa cũng đều tin tưởng Trương Thần Thụy thật lòng muốn cứu mình. Hy vọng cô ấy đã trốn thoát. À, đúng rồi. Tình hình khi đó, nếu cô ấy cứ tiếp tục ở lại đây thì sẽ gặp nguy hiểm đấy. Anh Thụy thực ra chửi cho cô kia cáu để cô ấy chạy ra ngoài. Đúng, và lại có tiếng mở cửa. Thế là Oanh quay lại rồi. Uyển Oanh quay lại. Uyển Oanh quay lại rồi. Thôi Uyển Oanh đưa sạc dự phòng và dụng cụ cho Trương Thần Thụy. Cảm ơn, có những thứ này anh có thể tự giải cứu. Em có thể đi được rồi. Không, chúng ta sẽ đi cùng nhau. Anh không cần em quan tâm. Không có em thì anh cũng không liên lụy tới anh đâu. Cái đôi này khủng. Có thể nhanh chóng em lượn ra khỏi đây được không? Cái đôi này khủng khoảng quá. Anh là gì của em? Anh không có tư cách quản em. Em muốn cứu ai thì em cứu kệ em. Được thôi, anh sẽ thử khởi động cơ quan. Ừ. Thôi được rồi, nói chung đôi này là chắc cuối game là sẽ yêu lại từ đầu đấy. Bây giờ bình tĩnh một chút rồi, nghĩ lại những manh mối như ảo giác, điện thoại và tờ báo hình như đều dẫn dắt mình nghi ngờ Trương Thần Thụy. Nhưng nơi này chỉ có hai người sống là mình và Trương Thần Thụy thôi, chắc chắn phải tin tưởng và dựa vào nhau. Có hiểu nhầm và làm sáng tỏ thì sẽ khiến chúng mình càng thêm tin tưởng nhau thôi. Thật không thể hiểu nổi ma nữ kia muốn làm cái gì. Ôi, ma nữ thì làm gì để tốt đẹp được, không lẽ nào là muốn làm hồng nương? Một hồi âm thanh đồng thời vang lên từ hai hướng khác nhau. Điện thoại! Gần như đồng thời điện thoại của Thôi Uyển Oanh vang lên. Là ai? Anh mở được một cánh cửa bí mật, định vào thăm dò. Em ở bên ngoài đấy anh. Anh gọi được điện thoại sao? Từ lúc vào thị trấn điện thoại của em không còn gọi được nữa. Anh cũng thử rồi, không gọi được đi đâu khác. Chỉ gọi, thì cho, chỉ em gọi được cho em thôi. Ghê thật. Thật kỳ lạ, lẽ nào thị trấn này chặn tín hiệu từ bên ngoài. Chỉ ở trong mới có tín hiệu kết nối với nhau thôi. Hiện tượng này rất không khoa học. Điện thoại kết nối trực tiếp mà cần có trung chuyển tín hiệu. Nếu như thực sự ẩn tín hiệu, chúng ta đâu có thể liên lạc được với nhau. Cảm ơn những lời giải thích vô dụng của anh. Bây giờ em lại càng sợ hơn rồi. Âm thanh nghe được lúc trước hình như là vọng ra từ phòng phong thủy. Mình qua đó xem sao. Phòng phong thủy ở đâu ta? Ở đây, à ở đây. Cũng có một cửa bí mật có thể liên quan đến cơ quan anh mở. Đừng vào, có thể có nguy hiểm đấy. Em đã ở trong nhà ma nửa ngày rồi, không phải vẫn chưa chết đó sao? Hơn nữa em đã trở thành ma chết thay rồi. Nếu như ma nữ kia muốn lấy mạng em, cho dù em đứng tại chỗ cũng không tránh được. Được thôi, chú ý an toàn nhá. À, thôi anh đi xuống đây các bạn. Rồi, chị chui xuống dưới rồi. Chị ơi. Ờ, nó tự đóng lại. Nhà cháy luôn. Và nhà cháy hết luôn. Mà là trở thành đống đổ nát như sau khi bị cháy luôn. Chương 4 nghi ngờ xong. Xong rồi, mình vậy sang chương 4. Tụi mình đã kết thúc chương tiếp theo, đó là chương 4 nghi ngờ. Rồi sau khi chơi xong thì hiện tại đã là 12:36. Một tựa game giải đố mà mình rất là mệt mỏi luôn các bạn ạ. Đúng rồi, bởi vì nó là ngôn ngữ khác, không phải là tiếng Việt. Nên là nhiều lúc bọn mình cũng kiểu không biết được ấy. Ừ đúng rồi, phải soi từng chữ một, từng cái gạch ấy rất là cay luôn. Rồi sao? Đúng rồi. Nhưng không sao, tụi mình đã vượt qua thử thách đó là chơi cái tựa game này và hoàn thành một cái chương nữa. Và cái tập này rất là dài rồi nên là tụi mình sẽ dừng cái tập này ở đây thôi.
Và hình bye bye. Còn một chương nữa là chúng ta kết thúc. Nên đúng là rồi. Nếu các bạn like thật nhiều cái video này thì tụi mình sẽ làm luôn chương mới. Hẹn gặp lại các bạn trong những video bye sau. Hẹn gặp lại các bạn nha. Nhớ like video thì kênh, cảm ơn các bạn rất nhiều. Còn bạn nào chưa giỏi xếp hình thì cũng đừng chửi mình, tại là mình quá mệt mỏi rồi. Dù bọn mình có bỏ qua một vài cái nhưng thật sự nó quá khó các bạn ơi. Và quá mất thời gian, lại còn có cái đoạn thổi tiêu ấy, nó bị lỗi. Đúng rồi. Và thực ra tụi mình đã tìm ra hết những cái manh mối rồi. Chúng ta chỉ cần làm đúng hướng dẫn là được. Còn bây giờ bye bye, bye.